Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện doanh môn phục quý của tác giả Vân Nghe. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Trường 201, như đã từng quen. Khi lâm di, tiểu tiêu thị, điền thị trở lại niệm từ đường của lão thái thái chi trường. Lâm phương với lâm chính thanh cũng vừa vặn vào thỉnh an. Lão thái thái chi trưởng cười bảo Lâm Phương và Lâm Chính Thanh ngồi xuống. Điền thị ngồi cạnh con gái, Lâm Di và Tiểu Tiêu thị một trái một phải đứng hai bên Lão Thái Thái Chi Trường. Lão Thái Thái Chi Trường nhìn Lâm Phương, hỏi Han, Thái Thái bên thông gia thế nào? Vẫn khỏe chứ? Lâm Phương nhìn lướt qua Lâm Chính Thanh. Lâm Chính Thanh đáp, mẫu thân cháu vẫn khỏe ạ, à? bà cũng truyền cười hỏi thăm Lão Thái Y Thái. Lão Thái Thái nhánh cả gật đầu, đã câu không gặp Thái Thái bên thông gia. Điền thị kéo tay Lâm Phương, sau đó nhìn Lâm Di, "Đêm nay quận vương gia có thể ghé qua không nhi?" Sau khi trở thành tham tĩnh, Chu Thập Cửu rất ít khi về nhà dùng bữa đúng giờ. Lâm Di cười đáp, "Quận vương gia không đến đâu à? Chờ cha ta trở về thì chúng ta có thể khai tiệc." Tham Lĩnh là phó tướng của một đội quân, là chức quan hàm chính tam phẩm. Lâm Chính Thanh nâng chén trà lên uống, môi giữ nụ cười mỉm, màu xanh nhạt của nước trà phản chiếu ánh mắt sáng ngời của hắn ta. Mọi người ngồi nói chuyện một lúc, sau đó Lâm Di theo tiểu tiêu thị đi tới sảnh tiệc chỉ huy người hầu bầy bát đũa. Dặn dò đầu bếp chuẩn bị đồ ăn xong, tinh thần của tiểu tiêu thị dường như hơi xa sút Mẹ sao vậy? Lâm Di chủ động hỏi. Tiểu tiêu thị không biết nên nói thế nào, bờ môi cử hé rồi lại khép, cuối cùng vẫn không nói nên lời. Nhà hoàn bắt đầu dọn đồ ăn lên. Lão thái thái nhánh cả không muốn dùng cơm trong buồng, nên để Lâm Di và Bạch Ma Ma dìu vào sảnh tiệc ngồi. Bạch Ma Ma cười nói, sau khi Lão Thái Thái ngã bệnh, đây là lần đầu ra tới đây đấy. Lão Thái Thái nhánh cả ngồi trên ghế mềm, nhìn sang Lâm Di ngồi cạnh mình, cũng tươi cười gật đầu, ra ngoài ăn với mọi người ngon miệng hơn ăn ở trong phòng nhiều. Tiểu tiêu thị bật cười, vậy mẫu thân phải ăn nhiều một chút, quận Vương Phi có làm mấy món mẫu thân thích đấy, mọi người vừa nói chuyện vừa ngồi xuống. Trần Doãn Viễn và Trần Doãn Chu nói một vài chuyện tượng trưng trong chiều cho phụ nữ trẻ em trên bàn mở mang tầm mắt Lâm Chính Thanh và Trần Lâm Hoành bàn về việc học và các tiến sĩ cổ hủ. Tiểu Tiêu Thị và Điền Thị say xưa nói về các món ngon trên bàn, mấy món đó là Lâm Di học được từ nữ đầu bếp của Phủ Khang quận Vương. Điền Thị ăn thấy thích, muốn sau bữa cơm tối thì nhờ Lâm Di dạy mình cách làm. Thành thật mà nói, đối với những người thường chủ trì việc bếp núc chỉ cần nếm qua một món ăn thì sẽ biết đại khái cách làm món đó. Nhưng đối mặt với thiện ý bắt chuyện của Điền thị, Lâm Di cũng từ tốn đáp lại. Bầu không khí rất hòa thuận, nhóm nữ quyền thưởng thức rượu hoa quế xong thì buổi tiệc cũng kết thúc. Lão Thái Thay nhánh cả không thể ngồi lâu, Lâm Di và Tiểu Tiêu thị đỡ bà đi nghỉ ngơi trước. Sau khi tận mắt nhìn lão Thái Thay nhánh cả nhắm mắt nghỉ ngơi, Lâm Di mới tới đình nhỏ bên ngoài ngồi cho thoáng khí nàng mới ngồi xuống đồng ninh đã tới phủ bẩm báo quận vương gia nói một lát nữa sẽ đến đón quận vương phi vừa hay tiểu tiêu thị đi tới nghe vậy thì hơi giật mình thế để mẹ đi dặn nhà bếp chuẩn bị cơm canh cũng không thể lấy đồ ăn thừa ra cho quận vương gia ăn để con đi cho lâm di cười nói mẹ nghỉ ngơi đi như vậy sao được tiểu tiêu thị sai tiểu nha hoàn đi lấy trà củ khó khăn lắm con mới về nhà một truyền làm sao có thể để con xuống bếp chứ? Tiểu tiêu thị dẫn người tới nhà bếp, Lâm Di tự tay châm trà uống. Quất hồng mở bình trà ra, cười nói, có trà ướp hoa đào nữa à? Tiểu tiêu thị luôn nhớ rõ nàng thích gì. Trời sập tối, quất hồng lấy áo lông cừu cho Lâm Di mặc, đèn lồng trong đình được thắp sáng, buổi tối không khí chớm lạnh, nhưng trong lành hơn hẳn. Nhắm chừng đã tới giờ, Lâm Di đứng dậy chuẩn bị đến phòng khách gia quận Vương Phi đang ở đây. Lâm Phương tươi cười đi tới, Lâm Chính Thanh tháp tùng bên cạnh. Vợ chồng Lâm Phương là hai người Lâm Di không muốn gặp nhất, nhưng nàng vừa định viện cớ đi chỗ khác, Lâm Phương đã dành nói trước, nghe nói lát nữa quận Vương Gia sẽ tới. Lâm Di đành cười xác nhận, chắc cũng sắp rồi. Thế thì tốt quá, Lâm Phương nở nụ cười giả tạo, ta với quận Vương Phi đã rất lâu không nói chuyện rồi, nhân dịp quận Vương Gia vẫn chưa tới, Chúng ta ngồi một lúc đi. Nếu đối phương đã nói vậy, nàng cũng rất muốn biết Lâm Phương và Lâm Chính Thanh muốn nói cái gì, vì vậy quay đầu bảo nha hoàn dâng trà. Sau đó Lâm Phương ôm chén trà ủ ấm tay, lại liếc sang nhìn Lâm Chính Thanh, Lâm Chính Thanh vẫn giữ biểu cảm nhã nhặn điềm tĩnh, song trong mắt lại ẩn chứa sự xa cách rất khó nhận ra. Lâm Di luôn cảm thấy rất lạ, đêm tân hôn đời trước trôi qua chỉ trong vài phút ngắn ngủi vậy mà nàng lại hiểu lâm chính thanh rõ như vậy lâm phương nhấp một hớp trà có lâm chính thanh bên cạnh khiến nàng ta vững dạ hơn nhà họ nhân có thể bình an vô sự thật là chuyện đáng mừng lúc nghe nói quận vương gia và nhà họ không cùng chính kiến mọi người đều rất lo lắng ngộp kép cái gọi là lo lắng trong lời đối phương cũng chỉ là chờ để cười nhạo nàng mà thôi lâm di mỉm cười định ngẩng đầu lên tiếng đáp lại thì phát hiện một ánh mắt đang dò xét nàng là ánh mắt của Lâm Chính Thanh. Một ánh mắt đầy sự tò mò và xét nét, khiến Lâm Di không khỏi liên tưởng đến lời Lâm Chính Thanh từng nói với nàng trước đó cô gà cho y là để trả đũa hay vì đã quên hết mọi chuyện lúc trước. Thông minh như vậy thì đừng để mình lại dấm vào vết xe đồ. Lâm Chính Thanh nở nụ cười như muốn xác nhận suy đoán của nàng. Lâm Di mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại với giọng điệu thân mật giữa tỉ muội với nhau chính sự thế nào nội quyền như chúng ta làm sao hiểu được, đúng không từ tì? Bị một câu như vậy chặn ngang, Lâm Phương nhìn đôi môi nhuền cười của Lâm Di, cũng không biết nói cái gì cho phải. Lâm Chính Thanh uống cạn chén trà trong tay rồi để nó xuống bàn đá, cho dù không tính tới mặt chính sự, từ nay về sau nhận ra cũng sẽ mang ơn quận Vương Phi. Nếu họ có thể nhậm chức trong kinh thì không gì tốt hơn rồi. Lâm Chính Thanh muốn nói vì nàng cứu giúp nhân gia, về sau nhà họ sẽ báo đáp nàng. Nếu bên nàng biết chọn thời khắc đòi hỏi, nhất định có thể đổi lấy lợi ích khó đoán. Bấy giờ Quất Hồng tiến lại báo, "Quận vương gia đến rồi à?" Lâm Di đứng lên đi đón Chu Thập Cửu, để Lâm Chính Thanh và Lâm Phương ở lại trong đình. Hai bên hành lang trồng rất nhiều gốc hoa quế vàng và hoa quế trắng, hoa nở rộ dưới ánh đèn, Lâm Di dẫn nha hoàn đi về phía trước trong không gian nồng nàn hương hoa đằng sau truyền đến tiếng bước chân là lâm chính thanh và lâm phương nối gót theo sau lâm chính thanh nói hoa quế ở tiền viện phủ quảng bình hầu tuy nở rất đẹp nhưng không thơm bằng hoa quế ở hậu viện hắn dừng một thoáng quả cây quế làm thuốc có công hiệu tiêu đàm thông cổ mát gan và ẩm bụng lâm phương nghe thể thì vô cùng kinh ngạc đại gia còn biết được lý sao dường như lâm chính thanh đã sớm đoán được lâm phương sẽ hỏi vậy ta chưa từng xem sách thuốc. Nhưng ta cũng không nhớ được mình đã nghe điều này từ ai nữa. Câu nói này của Lâm Chính Thanh vốn chẳng có quan hệ gì tới nàng, nhưng lại khiến Lâm Di không khỏi suy nghĩ. Bắt đầu từ lần chạm mặt trước, Chính Thanh càng lúc càng kỳ lạ, lần này gặp lại cũng vậy, nói câu nào cũng toàn ẩn ý. Bất luận là nói về quan hệ của nàng và nhân ngữ thu tiên sinh hay ám chỉ chu thập cửu thu lời từ chuyện của nhân gia lời lẽ của hắn đều mơ hồ có ý nhắc nhở nàng về một sự kiện. Lâm Di đón Chu Thập Cửu vào viện, hai người đến phòng của lão thái thái nhánh cả trước. Chu Thập Cửu dùng bữa xong thì bị Trần Doãn Viễn kéo sang thư phòng nói chuyện, Lâm Di tranh thủ lựa lời nhắc tới ý định của Trịnh gia cho Tiểu Tiêu thị biết. Tiểu Tiêu thị vô cùng kinh ngạc, cả buổi cũng không nói nên lời. Mẹ thấy sao? Hiển nhiên Tiểu Tiêu thị không quá mặn mà với mối này, đột ngột quá cũng không biết ý cha con thế nào, vẫn nên. Suy nghĩ kỹ hơn, ngập ngừng lúng túng, hệt như lúc bầy đũa ban nãy. Lâm Di muốn hỏi tiếp, tiểu tiêu thị lại đứng dậy, không còn sớm nữa, để mẹ bảo người gác cổng chuẩn bị xe. Rốt cuộc là chuyện gì mà bà tận lực giấu giếm như vậy? Trên đường trở về phủ khang quận vương, Lâm Di vô cùng đăm chiều, không rõ là đang nghĩ gì. Sau khi vào phòng rồi tắm sơ, nàng cầm chén trà trên bàn lên uống, suýt chút nữa đã đánh rơi nắp chén trà. Đang suy nghĩ gì thế? Chu thập cửu vừa cười nhìn Lâm Di vừa giơ tay chỉ bàn cờ bên cạnh gợi ý. Không có gì làm, giờ cũng chưa buồn ngủ, Lâm Di đành đi qua cùng Chu thập cửu bày cờ lên. Huệ hòa quận chúa tặng ta một cây châm, không cần nói quá nhiều, Chu thập cửu cũng sẽ hiểu được ý nàng. Chu thập cửu khoanh chân ngồi trên giường, trường bào trắng trên người như tiệp một màu với ánh trăng bên ngoài. Sau khi đi biển về, nhân phụng trúc hẳn sẽ đến phúc kiến nhậm chức. Thấy đối phương bỗng nhiên nhắc tới nhân gia, Lâm Di im lặng chờ nghe. Đầy ý của chính nhân phụng trúc, muốn làm một vài chuyện cho bách tính. Lâm Di ngừng đầu lên, bên trên đồng ý bỏ lệnh cấm biển. Bằng không nhân phụng trúc đi đâu không đi mà lại muốn đến phúc kiến. Nhân gia lên kinh vốn để xin triều đình cứu giúp dân chúng, giúp đỡ các bách tính sống bằng nghề đánh cá ven bờ, lấy tính tình của nhân phụng trúc. Cầu xin không thành công tất nhiên sẽ ái náy, cho nên mới tìm cách bù đắp. Với Lâm Di, có rất nhiều chuyện không cần giải thích cặn kẽ nàng cũng có thể hiểu. Vì vậy Chu Thập Cửu kể tiếp, quan viên hộ bộ tàu rằng năm nay giá gạo ở Phúc Kiến tăng vọt, Hoàng thượng lệnh cho Giang Tây vận chuyển gạo đến Phúc Kiến. Trên chiều Hoàng thượng còn nói, Phúc kiến khan hiếm gạo là do lũ lụt năm ngoái làm lương thực năm nay phải thu hoạch trái mùa. Ngoài ra, Phúc kiến nằm ở ven biển, người nhiều mà đất trồng trọt lại ít, sau này nếu thiêu thốn gạo thóc, có thể xin tỉnh lân cận tạm ứng trước, gặp thiên tai thì hãy dâng tấu lên triều đình để được cứu trợ kịp thời. Như vậy tiền đề cho việc dỡ bỏ lệnh cấm biển đã được sắp xếp đầu vào đó hết rồi, ngư dân Phúc Kiến cũng không cần lo lắng về kế sinh nhai sau này xem ra truyền vào kinh lần này của nhân phụng trúc cũng không phải uống phí, về sau trở về phúc kiến nhậm chức sẽ dễ dàng hơn nhiều. Lâm Di hồi tưởng lại dáng vẻ phấn khởi của cha trên bàn tiệc chiều nay, thì ra đây là nguyên nhân. Những năm cả nhà ở Phúc Ninh, đừng nói là cha, ngay cả nàng cũng nghe mòn tại chuyện nạn dẫn rất díu cả nhà trốn lũ đi kiếm ăn, nếu triều đình có thể làm như lời đã nói, cuộc sống của bách tỉnh Phúc Kiến sẽ tốt hơn nhiều. Chu Thập Cửu nói, Hoàng thượng đã lệnh hộ bộ hạch toán số thuế mà bên hàng hải giao nộp cho triều đình hàng năm trước khi có lệnh cấm biển. Mắt lâm di sáng lên, đây quả là cách hay, tác động của lệnh cấm biển là gì không phải ai cũng biết được. Hộ bộ trình con số ra, sẽ khiến không ít người trên triều kinh ngạc. Triều đình có số bạc này, áp lực ở địa phương giảm nhiều, bên đầu tiên thấy nhẹ gánh chính là hộ bộ, vì vậy chắc chắn hộ bộ sẽ dốc sức thúc đẩy chuyện này. Nghĩ đến đây, Lâm Di bèn kể, lúc trước ta luôn nghe cha nói triều đình sẽ bố trí kho chữ lương thực ở các vùng như Phúc Kiến, Sơn Đông và Phụng Thiên, giờ Phúc Kiến tiến hành trước một bước, vậy kế tiếp chẳng phải những nơi khác cũng sắp bắt tay chuẩn bị ư. Hiện đang là mùa thu hoạch, tấu trương các nơi hẳn đang lần lượt được đưa tới hộ bộ. Nếu hộ bộ không đồng ý bỏ cấm biển, không dâng sổ hùa theo, như vậy kế tiếp hoàng thượng sẽ yêu cầu hộ bộ trị bạc trợ giúp các nơi đó hộ bộ không chỉ nổi sẽ trở thành mục tiêu công kích ngay năm nay chỉ cần trong công tác cứu trợ thiên tai của triều đình xuất hiện bất kỳ sơ suất nào thượng thư hộ bộ đừng hòng ngồi yên ở vị trí của mình nữa dùng quãng đời còn lại trôi qua trong đại lao hay trở thành trong thần chắc hẳn ai cũng biết nên chọn con đường nào chu thập cửu tán thưởng nhìn lâm di nguyễn nguyên từng làm các lão khi nào mà ta không biết nhỉ con người này đúng là không bao giờ quên tranh thủ trêu ghẹo nàng, thiếp thân chỉ nương theo ý của quận vương gia nói tiếp thôi. Trong đạo đức kinh, có viết, lèo lái một quốc gia lớn giống như nấu một món ăn ngon. Tuy nàng không hiểu cách thức trị quốc, nhưng chu thập cửu tại nói đúng đến việc thu chi của triều đình, mà cái này tại tương động với việc nội trợ quản gia. Nàng không hiểu mưu lược chính sự, chăng qua cả hai vấn đề này đều hướng về cùng một mục tiêu cho nên nàng có thể hiểu nguyên tắc trong đó. Bỏ lệnh cấm biển không phải là vì ý định nhất thời của Hoàng thượng, đó rõ ràng là mưu tính rất câu từ trước rồi, chẳng trách Chu Thập Cửu chọn đúng về phía này ngay từ đầu. Nếu đã nghĩ sâu tính kỹ như vậy thì làm gì có chuyện bỏ giờ nửa chừng, cho nên khai thông hoạt động trên biển đã là chuyện xác định rồi, ai cũng không măn được. Chu Thập Cửu cười kể, nghe nhạc phụ nói, ngự sử muốn lấy ra pháp tổ tông ra dọa Hoàng thượng. Lâm Di vừa hóa giải một nước cờ của Chu Thập Cửu, gia pháp tổ tông lệnh cấm biển vốn do Tiền Triệu ban ra, thế là gia pháp tổ tông của Tiền triều hay là gia pháp tổ tông của Đại Chu? Chỉ cần Hoàng để đương nhiệm mở miệng hỏi như vậy, Vị Ngự sư hỏi câu này sẽ hãi đến mức quỳ xuống ngay trên Kim Loan Điện. Chẳng qua, ban nãy nàng nhắc tới Trịnh Gia mà, sao Chu Thập Cửu lại lái sang chuyện này nhỉ? Lâm Di ngẫm nghĩ trịnh các lão tán đồng việc tiến hành buôn bán ngoại giao đường biển. Chu thập cửu cười nói, thượng thư hộ bộ và trịnh các lão khá thân nhau. Nói cách khác, trải qua chuyện lần này, trịnh các lão vốn sắp về hưu sẽ lại được hoàng thượng trọng dung. Lâm gì hơi cau mày, quận vương gia cảm thấy kết thân với trịnh gia là việc nên làm. Chu thập cửu lắc đầu, chưa hẳn. Bỏ lệnh cấm biển đã là chuyện xác định, tiếp theo hoàng thượng sẽ muốn xử lý một chuyện khác dứt lời chàng chăm chú nhìn lâm di lâm di thoáng giật thót chu thập cửu mỉm cười hoàng hậu nương nương chỉ sinh hạ một vị công chúa lúc trước tình cảm giữa đề hậu lạnh nhạt hiện giờ đã dần ấm lại hoàng thượng có lẽ sẽ nhân cơ hội này suy tính chuyện kế tiếp nếu hoàng hậu nương nương chọn một vị hoàng tử làm con thừa tử vị hoàng tử đó sẽ có khả năng có khả năng trở thành thái tử trịnh các lão từng dạy dỗ nhị vương gia Nói cách khác, trịnh gia khá gần gũi với nhị vương gia. Nếu bây giờ kết thông gia với trịnh gia, trần gia sẽ bị quy về một phe với nhị vương gia. Cho dù có thân cận đến mấy mà không có quan hệ thống gia thì vẫn rất dễ chia rẽ vì bất đồng chính kiến. Chu thập cửu lười biếng tựa người vào gối tròn, mối này không phải là không thể đề cập, mà là không thể đề cập vào lúc này. Tuổi ca ca em vẫn không lớn lắm, có thể chờ mấy năm nữa hàng tính tới chuyện cưới hỏi cũng được. Đến lúc đó, cục diện chính trị sẽ khác. Lời nói này thuần túy xuất phát từ lợi ích cá nhân, chờ cục diện chính trị xác định mới xem xét kết thân với nhà nào có lợi cho mình hơn. Lâm Di nghĩ đến quan hệ giữa tổ mẫu và Trịnh lão phu nhân, lại ngẫm về việc Trịnh Các lão giúp đỡ Trần gia không ít lần, rồi tới Huệ Hòa quận chúa và Trịnh Thất tiểu thư. Quận vương gia cho rằng Trịnh gia chắc chắn đứng về phía nhị vương gia. Chu thập Cửu nói, "Không hẳn" Khả năng nào cũng có thể xảy ra mà. Và đó chính là chỗ khiến người ta khó xử. Lâm Di ngẩng đầu nhìn Chu Thập Cửu, lúc nhà nàng mới vào kinh, Trịnh gia chính là bên đầu tiên chia tay giúp đỡ tổ mẫu. Quả nhiên nàng không thể tiếp nhận hoàn toàn loại tính toán chỉ nghĩ tới lợi ích của bản thân này. Lâm Di nhìn Chu Thập Cửu không chớp mắt, quận vương gia có thể đặt lợi ích sang một bên trước rồi hãy phân tích không? Lúc cần Trịnh gia thì vắt kiệt lúc không cần lại cân nhắc xem nhà họ có mang tới phiền phức gì hay không. Chu thập cừu cầm chén trà lên uống, hơi cụp mắt, thần thái thong dong dạng người, cũng được. Tuy rằng xưa nay chẳng chưa hề thay đổi cách suy nghĩ, huệ hòa quận chúa và ta vốn là thân tộc, tính tình trịnh thất tiểu thư dẫu bộc trực nhưng không phải là ngang tàng hống hách, ca ca em chỉ lớn cô nhóc đó ba tuổi. Trịnh gia và Trần gia có thể tính là môn đăng hộ đối. Hai nhà cũng chưa bên nào bàn chuyện cưới hỏi cho con cháu mình. Ngược kép, nghe Chu thập Cửu nói đến đây, Lâm Di bật cười thành tiếng, Chu thập Cửu chuyên dùng mưu lược, bây giờ bị bảo ngừng tính toán, anh chàng lại không biết phân tích thế nào, chỉ có thể tự thuật tình hình hiện nay. Chu thập Cửu nhìn khuôn mặt tươi như hoa Lâm Di, nhắc tới mặt tình cảm, quả thật Chu thập Cửu vô cùng chậm chạp, dường như không nhìn thấu cũng không hiểu được thiện ý của người khác, tựa tờ giấy trắng vậy huệ hòa quận chúa rất lo lắng cho hôn nhân của quận vương gia bây giờ chúng ta thành thân rồi huệ hòa quận chúa vẫn thường xuyên nhờ trịnh thất tiểu thư hỏi thăm tình hình trong nhà chúng ta lâm di vừa nói vừa nhìn ra ngoài cửa sổ huệ hòa quận chúa là một trong số ít tổn thất lo chu thập cừu bị thúc thúc thầm thấm chèn ép trịnh thất tiểu thư càng không cần phải nói mặc dù bối phận thấp hơn quận vương gia những hai bậc nhưng cô bé xem quận vương gia như ca ca Trịnh lão phu nhân và tổ mẫu ta là bạn thân từ nhỏ, lúc nhà ta mới vào kinh, chẳng ai chịu chia tay giúp đỡ cả, chính là Trịnh lão phu nhân nhà ta đến nhà quốc cữu gia. Bây giờ Huệ Hòa quận chúa vừa ý cuộc nhân này, thật ra cũng xuất phát từ quan hệ hòa hợp giữa hai nhà thôi, mẫu thân ta hiền dịu, ca ca tạ khiêm tốn lễ phép. Và tuy trong kinh có không ít khuê tú, nhưng có thể hào sảng lương thiện được như Trịnh thất tiểu thư thì lại chẳng nhiều chu thập cửu khẽ cười phàm là có liên quan đến hành vi liên kết hay đối kháng đều phải có mưu kế thích hợp cho nên chu thập cửu mới cảm thấy việc mình mưu tính mỗi giờ mỗi khắc là đúng đắn nhưng đâu phải tất cả mọi người đều đang mưu tính lâm di nói nếu huệ hòa quận chúa không cân nhắc tới cảm tình giữa hai nhà số người muốn kết thân với trịnh gia đâu hề ít chu thập cửu nói nếu gạt cảm tình của em sang một bên thì sao cuộc hôn nhân này còn phù hợp không nàng bảo chu thập cửu thôi mưu tính chu thập cửu lại bảo nàng gạt bỏ tình cảm đây là chỗ khác biệt trong cách xử sự của hai người nếu thật sự gạt tình cảm sang một bên có lẽ nàng sẽ mong ước ca ca cưới một vị tẩu tẩu thông minh như châu lạng huyên hay tề ngũ tiểu thư hơn nhưng trên đời không có chuyện gì thập toàn thập mỹ cả thông minh không hắn có thể bảo bạn được toàn bộ trần gia mà thẳng thắn cũng chẳng nhất định sẽ quản gia vụng về chưa kể, Trần Gia không phải là không có khuyết điểm. Đây mới thật sự là điểm khó cả đôi đường. Lúc nghe nàng nhắc tới chuyện này, Tiểu Tiêu thị tỏ ra rất bất ngờ, cho nên cuộc hôn nhân này sẽ cực kỳ không thuận lợi. Sau khi trở về nhà, nàng rất lo lắng về Tiểu Tiêu thị. Tóm lại, mối này nên xem xét thế nào, là ai cũng sẽ thấy khó xử. Chu Thập Cửu lại đi một nước cờ, hay là em cứ làm theo ý em? còn ta sẽ theo cách của ta. Lâm Di và Chu Thập Cửu nhìn nhau, chí ít đôi bên đã nói ra suy nghĩ của mình. Chu Thập Cửu nở một nụ cười dịu dàng. Hôm sau lão thái thái nhánh cả cho người đưa số tranh chữ Trần gia muốn nhờ bày bán sang phủ Khang quận vương, Lâm Di giao danh sách cho quản sự trong phủ. Quản sự mới kiểm kê số lượng xong thì Đồng Ninh mang một tờ khế ước tới. Lâm Di mở ra xem, là khế ước thuê cửa hiệu phía Nam thành, thời hạn 10 năm. Tùy tốn ít chi phí hơn mở cửa hàng vàng bạc hay phường tơ lụa, nhưng thuê hẳn 10 năm cũng cần 2.000 lượng bạc, Chu thập cửu lại không lấy bạc từ chỗ nàng. Đồng ninh chú thích thêm, lúc trước cửa hàng này cũng bán văn phòng tứ bảo. Rất tốt, đổi chủ cũng sẽ có khách hàng cũ. Quản sự trong phủ tên là Tôn Sương Đầu, đã làm việc dưới trưởng Chu thập cửu một thời gian dài, tác phong nhanh nhẹn, đầu óc linh hoạt lâm di bảo ông ấy đi khảo sát tình trạng của cửa hàng ông xem thử còn thiếu cái gì nên tân trang thế nào tôn sương đầu được ưu ái mà kinh ngạc lúc nghe tin quận vương phi muốn tìm người đi quản lý cửa hàng ông cho rằng quận vương phi sẽ giao cho hạ nhân mang từ nhà mẹ đẻ tới nào ngờ cơ hội tốt cỡ này lại rơi xuống đầu mình quận vương phi yên tâm tiểu nhân nhất định sẽ sắp xếp đâu vào đấy trong phủ trải qua mấy bận chắc trở Người nào sử dụng được trong lòng Lâm Di đã có đáp án. Đây là lần đầu tiên phủ chúng ta mở cửa hàng. Ông làm tốt sẽ có thương. Tôn Sương đầu hành lễ xong, đi ra ngoài mà vẫn như trong mộng. Đến khi nhìn thấy biển hiệu cửa hàng mới giật mình tỉnh lại. Lo liệu chuyện của hàng xong, Lâm Di tiếp đón nàng dâu của Chu Nguyên Kỳ là Tưởng Thị vào phù. Tưởng Thị đi thỉnh An Chu Lão Thái Gia và Chu Lão Phu Nhân trước, sau đó đến phòng Lâm Di nói chuyện. Lâm Di luôn cảm thấy việc Chu Nguyên Kỳ và Mục Thị Hòa Ly có liên quan đến tưởng thị, nên tưởng thị đối xử với nàng khá thân thiết, nàng cũng cảm thấy tưởng thị quen quen. Một bàn tay chẳng thể vỗ thành tiếng, tưởng thị chủ động nhắc tới Mục Thị, nàng ấy không muốn sống trong kinh, tính cách hai người cũng quá khác biệt. Tưởng thị sợ nàng hiểu lầm mình giống những người khác trong tôn thất doanh đây mà. Lâm Di mìm cười, đánh giá một người không thể chỉ dựa vào một vài lần gặp gỡ nàng cũng sẽ chẳng tùy tiện tin tưởng lời người khác. Chẳng qua, vô thể không hợp tính liền hòa ly, thật sự rất hiếm gặp, chí ít là đối với nàng. Chưa kể, việc cả hai đều có cuộc sống tốt hơn sau khi hòa ly càng khó như đãi vàng trong cát. Nói sơ qua về chuyện người cũ xong, tường thì cũng thuận miệng nhắc tới chu Nguyên Kỳ, nghe nói dịp này Nguyên Kỳ và chu Đại Lão gia cùng được tuyển làm hộ vệ. Trước đó nghe nói là thị vệ mà, sao đột nhiên lại thành hộ vệ nhi? tưởng thị nói thêm đều nhậm chức ở hòa vương phủ. hòa vương phủ đó là phủ của tam vương gia. hôm qua lâm di mới nói về nhị vương gia với chu thập cửu. hôm nay tưởng thị lại đề cập đến tam vương gia. tưởng thị mấp máy môi ra chiều khó xử, song cuối cùng vẫn lên tiếng nói lệnh bổ nhiệm vẫn chưa được ban xuống là nguyên kỳ tự hỏi thăm mà biết, cho nên ta nghĩ hay là tới nhờ cậy quận vương gia nói giúp một tiếng. Nguyên Kỳ thà đến bộ binh doanh hay hộ quận doanh, bất kể tương lai có lập được quan công hay không cũng. Tốt hơn là mắt nhắm mắt mở không biết gì mà chạy tới Tam Vương Phù. Lầm gì thoáng vỡ lẽ, Chu Nguyên Kỳ và Tưởng Thị đều có cùng suy nghĩ. Ai cũng biết làm hộ vệ, thị vệ dễ dàng đề bạt được đề bạt nhất, nhất là khi chữ quân vẫn chưa được lập, ánh mắt mọi người đều hướng về mấy vương phu. Chữ quân, Người thừa kế Chu Nguyên Kỳ thả vào những nơi cực khổ như bộ binh doanh hay hộ quận doanh là vì biết được mù quáng đâm đầu vào một phía cực kỳ nguy hiểm, cúc này tránh thật xa mới an toàn. Tưởng thị đã đến nhờ vả mình, đương nhiên Lâm Di không thể từ chối, khi nào quận vương gia trở về, ta sẽ hỏi ngài ấy một tiếng. Tưởng thị cập tức tươi cười, cảm kích nhìn Lâm Di, vậy ta xin cảm ơn quận vương phi trước. Lâm Di vội nói, đừng cảm ơn vội vẫn chưa biết có được hay không mà. Tưởng thị cúi đầu cười khẽ, trong lòng ta tự biết, quận Vương Phi có thể hỏi giúp một tiếng đã là. Chuyện triều chính chẳng ai nói chắc được, cũng chỉ có thể thử cầu may thôi. Nhìn nụ cười của tưởng thị, cõi lòng vốn bình lặng của lâm di bỗng sao động, cảm giác đã từng quen biết kia tại xâm chiếm. chương 202, Phản bội Lâm di còn đang suy nghĩ thì tướng thị đã cười bảo lần đầu tiên gặp quận Vương Phi, ta đã cảm thấy quận Vương Phi thân thiết. Tưởng thị đưa cây quạt mình tự tay làm cho Lâm Di. Thêu không được đẹp lắm, mong quận Vương Phi đừng ghét bỏ. Mặt quạt đính rất nhiều trận trâu lớn nhỏ, trông rất tinh xào. Lâm Di cười nhận lấy, quyết định tạm thời giữ nguyên cách nhìn dành cho tưởng thị, cho nên đối với đồ vật tưởng thị đưa tặng, nàng sẽ không từ chối. Hai người ngồi nói chuyện thêm một lúc tưởng thị mới cáo từ ra về. Đêm xuống, lúc Chu thập cửu từ nha môn quay lại, Chu đại thái thái chân thị và Chu Nguyễn Cảnh cũng vừa hay tới báo tin vui. Mọi người tụ tập trong phòng Chu lão phu nhân, Chu Nguyễn Cảnh nói, nghe nói là đến Tam Vương phu. Tảng đá trong lòng rốt cuộc cũng được dỡ bỏ, chân thị cười nhìn Lâm Di, đều nhờ có quận vương gia giúp đỡ cả, nếu không chẳng biết khi nào lão gia mới có thể nhập sĩ. Chu thập cửu viết tấu chương dâng lên trên, Chu lão phu nhân lập tức liên lạc bốn phía vì Chu Nguyễn Cảnh, sợ gã bị điều tới bộ binh doanh. Lâm Di mỉm cười cầm chén trà trên bàn lên uống, Chu lão phu nhân tính toán rất giỏi, chẳng qua còn chưa biết chuyện đến Vương phủ rốt cuộc là tốt hay xấu đâu. Chờ Chu Thập Cửu và Lâm Di đi rồi, Chu Nguyễn Cảnh bèn cung kính bưng trà cho Chu lão phu nhân, mẫu thân đã phiền lòng vì chuyện của con rồi. Trong phòng không còn ai khác, Chu lão phu nhân liếc nhìn con trai chẳng buồn giữ kẽ nữa, sắp nhập sĩ rồi thì không thể giống như lúc còn ở nhà, hàng ngày đến nha môn không được động đến rượu, có hết giờ cũng đừng uống đến say mềm. Phải biết rằng ra ngoài rồi sẽ có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình, nếu bị người ta bắt thóp thì không chỉ bị phạt ăn roi thôi đâu. Chu lão phu nhân đang ám chỉ tới việc Trần Doãn Chu cùng nhóm tổn thất bị bắt gặp uống rượu trong giờ trực mấy ngày trước đây. Chu mướn cảnh cười nói, sẽ không có chuyện đó đâu mẫu thân, lúc trước là tôn thất nhàn tản, giờ đã là quan rồi, đeo cái mũ to như vậy, làm sao con có thể không thẳng lưng mà làm việc chứ? Chu lão phu nhân lạnh nhạt nhận lấy chén trà nóng trong tay con trai, mấy ngày trước cậu rượu vào sàng bậy với hạ nhân, hôm sau chúng lập tức bị nha tử tới mang đi. Nhà tử là trung gian chuyên mối lái buôn bán người hầu. Nghe chu lão phu nhân nói tới đây, mặt chân thì lập tức hết xanh rồi đỏ, mẹ chồng đang muốn nói tới thì Mấy hôm trước Chu Nguyễn Cảnh uống rượu say, ở trong phòng làm trò với hai đứa nha hoàn bị thị biết được, khiến thị không nhịn nổi, ẩm ý với gã một trận. Lúc đó may mà có mama bên cạnh ngăn cản, bằng không Chu Nguyễn Cảnh đã vung tay đánh thị. Trong nhà có thêm một đứa thông phòng rồi, Chu Nguyễn Cảnh vẫn không biết dừng, thậm chí còn nói cái gì bây giờ ra ngoài làm quan, bên người có nhiều đàn bà hơn cả chuyện đương nhiên. Hôm sau Chu Nguyễn Cảnh tỉnh rượu, thị cho nhà tử tới đưa hai đứa nha hoàn kia đi chu nguyễn cảnh cũng không lên tiếng ngăn cản nhờ đó thị mới nguôi giận một chút chu nguyễn cảnh lập tức liếc nhìn chân thị chu lão phu nhân nói tiếp cậu đừng nhìn vợ cậu làm gì không phải là nó nói cho ta biết nếu cậu không muốn người khác biết trừ phi cậu đừng làm nói tới đây bà ta cười khẽ lần này là ta biết lần sau sẽ là toàn bộ tôn thất doanh sầm xì chuyện hoang đường của chu đại lão gia cậu Nghe đến đó, vành mắt Trần thị không khỏi đỏ ửng. Chu Nguyễn Cảnh cười gượng, nào phải chuyện gì lớn lao đâu, con nhớ kỹ lời dạy của mẫu thân là được mà. Chu lão phu nhân ngừng cười bằng cậu có biết chức quan lần này của cậu khó khăn thế nào mới tới được tay hay không? Nếu không vì trong tôn thất doanh có rất nhiều trưởng bối trương mắt Trần Thị, sao bà ta có thể vận động được họ giúp đỡ chạy chức cho con trai? Thật sự phải nói là nhờ Trần Thị đắc tội người của tôn thất doanh, nhà bà ta mới có ngày tốt lành như hôm nay. Trần Thị muốn cho người bên ngoài biết nhà bà ta và Khang quận Vương Hục Hạc à, vậy cứ để họ biết thôi. Bà ta ở tôn thất doanh lâu như vậy, trưởng bối ở tôn thất doanh sẽ đứng về phía một đứa dâu con mới gả vào hay sao? Trần Thị như thế lại thành ra lợi cho nhà bà ta, trưởng bối ở tôn thất doanh chủ động đưa tay giúp Nguyễn Cảnh. Bởi vì sau khi Trần Thị gả vào, cái nhà này tiền thành ra như vậy, chưa kể trước đó còn có chuyện Trần Thị ngang ngược hông hách trong vụ tranh giành đất giữa Chu Vĩnh Sương và Cát Gia, ai cũng thấy rõ ràng. Chu Nguyễn Cảnh nhanh nhỏ phụ họa cười bà ta, con biết chứ, tóm lại con sẽ không làm mẫu thân thất vọng đâu. Đối với mấy lời thề thốt của con trai, Chu lão phu nhân chẳng ôm tỉ hy vọng nào. Chu Nguyễn Cảnh nói tiếp, mẫu thân có thể phải người to cót cho con một chức ở phủ của Ngũ Vương gia không? Ngũ Vương gia hiện đang được trọng dụng Hoàng thượng đã giao chuyện ở hộ bộ cho ngũ vương gia quản lý, thêm nữa ngũ vương gia vốn do tục phi sinh ra, thân phận cao quý, về sau rất có thể sẽ thành thái tử. Thừa dịp hoàng mệnh vẫn chưa chính thức ban ra, bây giờ đầu quân mới có thể có tiền để tốt. Chu lão phu nhân nhíu mày, cạnh cùng nhìn con trai và con đầu, cả ngày chỉ biết nghĩ tới đi đường tắt, cậu nhìn mấy trọng thần xem có ai một bước lên trời ngay không. Có thể tới phủ tam vương gia đã tốt lắm rồi cậu không có quan công cũng chẳng có kinh nghiệm dựa vào đâu mà muốn vừa được nhân vừa hưởng lợi to hà chu nguyễn cảnh nghẹn hỏng mẫu thân con chỉ hỏi thứ thôi nhắc tới chuyện lập chữ sắc mặt chu lão phu nhân nghiêm nghị hơn hẳn thẳng thắn nói luôn hoàng thượng vẫn còn đương xuân bao giờ tập chữ hay muốn tập ai đều không liên quan gì đến chúng ta cậu chỉ cần nghe lệnh triều đình toàn tâm toàn ý làm việc là đủ tương lai ắt có thể nhàn nhã Chu Nguyễn Cảnh cung kính vâng giả, nhưng trong còng lại xem thường, đương xuân ư. Hừ, ai rồi cũng có ngày già đi, thái dương của Hoàng thượng đã xuất hiện tóc bạc, mùa săn bắn đã từ một năm hai cần đổi thành một năm một lần, chứng tỏ sức khỏe Hoàng đế đã kém nhiều rồi con gì. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio, chương 203, Phản bội. Chu Lão Phu Nhân tiếp lời, giờ vẫn chưa phải là lúc. Con mình mình rõ hơn ai hết, Nguyễn Cảnh là kiểu người dễ xúc động, không làm được chuyện lớn. Cho nên bà ta mới có ý để con trai tránh xa nhi vương gia và ngũ vương gia, giờ vẫn chưa đúng thời cơ, chọn bên quá sớm chỉ có hại chứ không có lợi, mỗi lần tấn quân kế vị trong phong quang vô hạn, nhưng cậu có biết đằng sau cảnh đó có bao nhiêu người mất mạng hay không? Hoàng thượng là thái tử mà lúc tiến hoàng băng hà, vậy mà triều đình vẫn hỗn loạn một trận đấy đó là vì khi ấy hoàng thượng còn nhỏ tuổi, châu Nguyễn Cảnh không phục. Bây giờ nhị vương gia, tam vương gia với ngũ vương gia chẳng những đã thành thân lập phủ, mà bên người còn có không ít tổn thất, huân quý và thần tử có năng lực giúp đỡ, tình hình hoàn toàn khác với lúc hoàng thượng đăng cơ, làm sao có thể lấy lúc trước ra so sánh được. Thục vương phi là muội muội của huệ phi nương nương, huệ phi nương nương và thục phi nương nương liên thủ hậu cung có ai là đối thủ của bọn họ đâu. Cán cân ở hậu cung vốn luôn là biểu hiện của tình hình ở ngoại triều. Ai có mắt nhìn đều đã sớm xác định lập trường, bây giờ gã có đầu quân cho ngũ vương ra thì vẫn chậm chân hơn người khác rất nhiều. Cảnh nhân cung của hoàng hậu nương nương dẫn náo nhiệt trở lại thì sao? Dưới gối hoàng hậu không có con, có thể gây ra sóng gió gì chứ? Chù lão phu nhân hỏi, cậu xem đi, bây giờ quận vương gia có đứng về phe nào không? làm sao so như thế được chu nguyễn cảnh thẳng thắn phản đối nói thế nào thì quận vương gia vẫn còn nhỏ tuổi trong khi đó con còn có mẫu thân con cũng chỉ muốn mẫu thân giúp tranh thủ một chút thôi cho dù bây giờ không tính toán sau khi tới tam vương phủ cũng không tránh được chu lão phu nhân nhấc nắp chén uống một lớp trà sau đó trả chén lại cho chu nguyễn cảnh tôn thất đông như vậy nhà chúng ta lại không có tước vị hiền hách người khác có tước vị mà vẫn không dám ra mặt cậu đừng lộ liễu quá. Bây giờ tốt nhất là bảo vệ mình trước, tương lai có cơ hội mới dễ nắm bắt. Vẻ mặt Chu lão phu nhân rất kiên quyết, biết nói nữa cũng vô dụng. Chu Nguyễn Cảnh đành thôi, xin nghe mẫu thân. Chu lão phu nhân dặn dò thêm lần nữa, ra ngoài phải chuyên cần làm việc, đừng để cả nhà bị cậu liên tùy, ta không có loại bản tĩnh như cật trời để cứu cậu đâu. Chu Nguyễn Cảnh vâng giả đáp Chu Thập Cửu đứng ở đầu giường ngắm bức tranh vẽ bằng ngón tay treo trên tường, tỏ ra rất hài lòng. Tiểu nha hoàn đi qua đi lại trong phòng, đổi lư hương mới, trải chăn đệm tử tế, xong lại mang nước vào hầu hạ chủ nhân rửa mặt. Hồ đào vào báo, nước tắm đã được chuẩn bị xong rồi à? Lâm Di đi tới cạnh Chu Thập Cửu, ta giúp quận vương gia thả búi tóc ra nhé. Chu Thập Cửu gật đầu, cười ngồi xuống trên ghế bọc gấm lâm di cởi ngọc quan trên đầu chu thập cửu ra quất hồng đưa tay nhận lấy đặt vào trong hộp gấm bạch thược chỉ huy hai nha hoàn quê bình phong lại đổi đèn cung đình thành đèn sừng dê đặt sẵn bánh đậu bạc hà gần thùng tắm đèn sừng dê có ánh sáng dịu hơn đèn cung đình nên thường được dùng trong lúc thư giãn như tắm tác mọi thứ được chuẩn bị đầy đủ lâm di lấy y phục sạch sẽ xong rồi đưa chu thập cửu đi tắm không để nha hoàn nào vào hầu hạ. Chu Thập Cửu cởi quần áo cực kỳ chậm, Lâm Di ở một bên vốn định giúp Chu Thập Cửu gội đầu xong rồi ra ngoài, nhưng mãi vẫn không nghe thấy tiếng anh chàng bước vào thùng tắm. Đang muốn quay đầu nhìn thì Chu Thập Cửu đã lười nhác bảo, "Nguyễn Nguyên, nút thắt lưng này sao lại chặt thể, cởi mãi không được." Dây lưng do nàng thắt làm sao lại khó cởi chứ? Nhưng Chu Thập Cửu đã nói vậy, Lâm Di đành phải đi qua xem. Đúng là thắt chặt quá mức, bị chu thập cửu lôi kéo một hồi còn tệ hơn. Mỗi lần đến quân doanh thì phải đổi y phục, chu thập cửu cố ý cột thắt lưng thành nút chết đây mà, trời càng ngày càng trở lạnh, nước nhanh lạnh lắm. Chu thập cửu cười nói, vậy cứ cho người đặt thêm một chậu than, dù gì than bạc trong nhà cũng dùng mãi không hết. Biết rõ ràng muốn ám chỉ cái gì mà còn cố ý giả ngư. Lâm Di cởi nút thắt lưng cho Chu Thập Cửu xong, vừa định xoay người đi thì lại bị anh chàng nắm tay kéo lại. Nguyễn Nguyên, hay chúng ta tắm chung đi. Da mặt nàng đâu có dày như vậy. Cuối cùng Chu Thập Cửu cũng yên ổn ngồi vào thùng tắm, hơi nước bốc mù mịt, trong phòng dần tràn ngập mùi hương ngọt ngào. Nguyễn Nguyên thả thêm gì vào thùng tắm thế? Chu Thập Cửu sở chúng hai túi vải nhỏ trong nước, quận vương ra đừng với chúng lên, đó là Trần Bì ta phơi năm ngoái. Trần Bì, thảo nào thơm mùi quýt. Trần bì là vỏ quýt phơi khô làm thuốc. Năm ngoái thôn trang đưa rất nhiều quýt tới, ta bèn giữ lại vỏ phơi khô làm trần bì. Giờ đã vào thu, người dễ bị ngứa ngáy, ta mới nghĩ tới chuyện lấy trần bì nấu với rượu gạo cho vào túi vải để ngâm trong thùng tắm. Mùi trần bì giúp thông cổ, người cũng nhẹ nhõm hơn. Lâm Di lấy bánh đậu xoa tóc cho Chu Thập Cửu, đây cũng là lần đầu tiên nàng ngâm trần bì chát lấy nước cốt làm bánh đậu tắm hai chuyện lần trước em nói với ta, đã điều tra rõ ràng chưa? Lần trước Lâm Di có hỏi thăm Chu Thập Cửu, biết được chàng không khen thưởng bạc cho Cùng Nhị, bèn cho người đi báo kết quả thăm dò cho vợ Cùng Nhị biết. Lúc tới trải tóc cho Lâm Di, vợ Cùng Nhị cũng kể rằng nhân mấy ngày nghỉ, Cùng Nhị có cùng đồng hương nhận ít thảo dược đi bán, vừa hay trong số đó có nhân sâm lâu năm, lãi được những hai mươi lượng bạc. Lâm Di từ tốn nói, cũng không phải là không có khả năng. Vợ cùng nhị nói từng nhìn thấy hai bao thảo dược lấm lem bùn đất đặt trong góc nhà. Chuyện liên quan đến hại nhân của Lâm Di, Chu Thập Cửu chưa bao giờ hỏi han quá nhiều. Tắm rửa xong, Chu Thập Cửu trở về buồng đọc sách, bấy giờ Lâm Di mới vào thùng tắm ngâm nước nóng thư giãn. Quất hồng thắp lò than nhỏ để Chu Thập Cửu và Lâm Di hong khô tóc, xong xuôi Lâm Di mới nằm dài trên giường nghỉ ngơi thân thể đầu tóc đều là hương vỏ quýt nhàn nhạt, nhạt nhắm mắt lại thấy thoải mái không nói nên lời lâm di khẽ thở ra thoáng cay đã ngủ thiếp đi hôm sau vợ cùng nhị đến làm tóc cho lâm di sau khi búi cho nàng một kiểu tóc đẹp đẽ dùng châm vàng khảm ngọc cố định xong vợ cùng nhị đưa tay lên mũi người tóc quận vương thơm thật tay nô tỳ cũng thơm lây này lâm di mỉm cười dùng trần bì làm bánh đậu tám đấy cô thích thì cứ cầm một bánh về dùng. Dứt lời nàng bảo Bạch Thược, gói một cái bánh đậu tắm cho vợ cùng nhị mang về. Vợ cùng nhị được yêu ái mà e ngại, vội vàng khom người chắp tay, quận Vương Phi đối đãi với cả nhà nô tỳ thế này, nô tỳ thật sự không biết cảm tạ thế nào mới đủ. Lâm Di cười nói, đâu chỉ cho một mình cô dùng, lần trước nghe cùng mama kể nhị nha nhà cô ghét nước không chịu gội đầu, cô cầm cái này về không chừng con bé sẽ thích. Trẻ con đứa nào cũng thích đồ vật mới lạ. Vành mắt vợ cùng nhị ửng đỏ, liên tục tạ ơn một lúc mới cầm bánh đậu tắm ra về. Bạch Thước tiếp lên giúp Lâm Di mặc áo lông cừu trong tay vào, "Chuyện của cùng nhị có cần điều tra thêm không ạ?" À? Lâm Di khẽ lắc đầu, "Vợ cùng nhị đã nói như vậy, tạm thời cứ gác lại đó, đừng ai bàn tán gì nữa, coi như không có chuyện này." Cứ xem là cùng nhị cùng Đồng Hương chung tay kiếm thêm chút bạc. Bạch Thược vâng dạ đáp lại. Một lát sau, Tôn Sương đầu tới báo cáo, cửa hàng không cần tu sửa gì nhiều, tiến độ nhanh thì trước sang năm có thể khai trương rồi à. Năm mới ai cũng cần mua quà để đi thăm thân bằng quyến hữu nếu có thể khai trương cửa hàng trước đó đương nhiên không gì bằng. Lâm Di gật đầu, trong thời gian tu sửa hãy treo biển báo thu mua thư họa, nhớ đưa về cho ta xem qua hàng ra giá, tạm thời không cần thu mua tranh cổ quý giá. Trước khi mới được một trưởng quỹ tinh mắt, không thể nhận cổ vật để tránh bị nhầm hàng. Tôn Sương Đầu nhanh nhảu đáp lại. Lâm Di cầm chén trà bên cạnh tên uống, thật sự không ngờ cửa hàng Khai Trương trước lại là cửa hàng bán tranh chữ. Chương 204: Phản bội. Tại Tề gia, Châu Lăng Huyên vào nhà chính ngồi xuống. Hàn Mama tiến lên thấp giọng kể, sáng sớm nô tỳ nhìn thấy nhị gia lại sai thường vọng ra ngoài. Thường vọng là gã sai vặt bên người Tề Trọng Hiên, thường xuyên chạy việc cho chàng. Mỗi lần Thường vọng vào báo cáo kết quả công việc cho Tề Trọng Hiên, chỉ cần nhìn thấy Châu Lang Huyên là sẽ ngậm miệng đứng sang một bên. Châu Lang Huyên vốn không để ý đến gã sai vặt này. Nhưng mama bên người nàng bắt gặp mấy lần thì cảm thấy Thường vọng đang lén lút che giấu gì đó. Rốt cuộc là chuyện gì mà Tề Trọng Hiên phải để Thường vọng âm thầm đi làm nhỉ? Châu Lang Huyên hỏi đã cho người đi theo chưa? Hàn Mama nhỏ giọng đáp, "Thưa rồi à, Châu Lang Huyên vẫn không yên tâm, "Đừng để bị phát hiện đấy, dẫu gì cũng là người làm việc cho nhị gia." "Nãi nãi yên tâm, Hàn Mama khẳng định sẽ không có vấn đề gì đâu, một lát nữa sẽ có tin tức ngay thôi." Châu Lang Huyên gật đầu. Thời gian chờ đợi luôn rất khó khăn. Châu Lang Huyên dẫn Quê Nhi vào phòng theo thùa may vá, được Giang Mama bên người tề nhị thái thái mách nước. Nàng biết mẹ chồng thích lông cáo đen. Quả nhiên không phải chờ quá lâu, Hàn Mama đã vội vàng vào báo, thường vọng đi mua giấy bút. Nghe vậy, Châu Lang huyên khẽ thở ra, thường vọng theo bên người Tề Trọng Hiên đã lâu, am hiểu sở thích của chủ nhân, nên công việc mua giấy bút cho chàng đều do thường vọng đảm nhiệm. Nhưng giấy bút trong nhà còn đủ mà nhi, vẫn chưa cần mua bổ sung. Hàn Mama nói tiếp, mua đồ xong, thường vọng đi gặp một người kim khâu trong tay châu Lạng huyên dừng lại. Hàn ma tiếp lời, người theo dõi nói rằng, cả hạ nhân của nhà Quảng Bình Hầu. Nhà Quảng Bình Hầu, do Tề Trọng Hiên và Quảng Bình Hầu có công việc liên quan tới chính sự sao? Bằng không sao lại thông qua hai gã sai vặt bàn chuyện. Châu Lang huyện đăm chiêu suy nghĩ. Hàn ma ma giải thích thêm, đều do nô tỳ nói không rõ. Người này lúc trước là hạt nhân nhà Quảng Bình Hầu nhưng bây giờ đã theo Khang quận Vương Phi đến phủ Khang quận Vương làm việc rồi. Châu Lang Huyên kinh ngạc, tay khẽ run lên, suýt chút nữa đã đâm kim vào ngón tay. Là chuyện của Khang quận Vương ư, vậy cớ gì lại dùng thị tỷ của Lâm Di, hay vốn là chuyện của Lâm Di, thế tại sao Lâm Di không cho người tới nói cho nàng biết? Châu Lang Huyên cảm giác bị một tấm lưới quấn quanh, càng lúc càng chặt, khiến nàng không thở nổi. Rốt cuộc là vì sao? nàng nghĩ mãi vẫn không hiểu, càng nghĩ càng không thông. Vì sao Tề Trọng Hiên đứng ra nói giúp cho nhân gia, ngay cả Khang Quận Vương cũng không làm được, Tề Trọng Hiên lại chẳng hề ngần ngại làm, thậm chí khi đối mặt với chất vấn của lão gia, chàng vẫn không hối hận. Tề Trọng Hiên không nói nửa chữ với nàng, lại khiến nàng bị hàm oan vô cớ, nàng phải biện bạch thế nào đây? Rõ ràng Tề Trọng Hiến không phải vì nàng và Lâm Di thân thiết nên mới nói giúp cho nhân gia nếu không phải là bởi vì nàng, thể thì vì ai? Vì Lâm Di, phải chẳng là thể, có phải như nàng nghĩ không? Nếu không có chuyện Hoàng thượng đột nhiên tử hôn, Lâm Di mới là người được gả cho Tề Trọng Hiên. Châu Lang Huyên thất thần. Hàn Ma Ma không biết nên nói gì cho phải, thật lâu sau mới đề nghị, hay là gọi thường vọng đến hỏi rõ ràng, nãi nãi quản lý chuyện nhà mà, có chuyện gì mà không thể hỏi đầu xem thử thường vọng đáp thế nào gọi thường vọng tới hỏi, nếu thật sự đúng như nàng nghĩ, vậy có khác nào tát vào mặt tề trọng hiên đâu? Hàn ma ma cũng thấy khó hiểu, nếu là nhị gia và quận vương gia có việc cần giải quyết, theo lý quận vương phi nên nói với nãi nãi một tiếng mới đúng. Quận vương phi và nãi nãi thân như vậy, có gì mà phải giấu giếm chứ? Thì ra không chỉ mình nàng nghĩ vậy. Hàn ma ma thở dài, nói cho cùng thì quận vương phi và nãi nãi khác tỉnh nhau. Nãi nãi ít thân thiết với ai, quận vương phi lại khác, ở đâu cũng có thể bắt chuyện với người khác. Nãi nãi luôn đối xử tốt với mọi người, nhưng cũng nên suy nghĩ cho mình một chút. Hôm qua nàng về nhà mẹ, được nghe kể về chuyện xảy ra ở Y Lan đường hôm Tết Trung Nguyên, hiến quận vương phi và tưởng thị vợ mới cưới của Chu Nguyên Kỳ đều nói giúp cho Lâm Di. Mẫu thân nàng cũng nhân đó nhắc tới tưởng thị, Chu Nguyên Kỳ hòa uy với Mục Thị xong mới cưới Tường Thị. Trước đó Tường Thị còn từng gã cho người ta. Mọi người đều đang đồn rằng Chu Nguyên Kỳ đã gian díu với Tường Thị từ trước, vì thế mới làm khó Mục Thị đủ kiểu. Cả Mục Thị không chịu được mới đòi hòa uy. Lúc nghe nói vậy nàng đã thắc mắc, sao Lâm Di Tại có thể đi lại với người như Tường Thị? Bây giờ Chu Nguyên Kỳ và Tường Thị ân ái hạnh phúc, nhưng Mục Thị nào có tội tình gì? nếu ngay từ đầu Chu Nguyên Kỳ đã không muốn cưới Mục Thị, tại sao không tranh đấu đến cùng mà nhất định phải chờ thành thân xong mới đối ý? Mục Thị may mắn còn có thể gả cho biểu ca, nhưng đa số nữ giới gặp phải tình cảnh như vậy đều chỉ có thể ôm hận suốt quãng đời còn lại. Tàn nhẫn biết bao. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. chương 205, nghi ngờ. Châu Lam Huyền càng nghĩ càng thấy ngực nặng chịu không thở nổi trước mắt cứ luẩn quẩn hình ảnh của lâm di không biết từ khi nào nàng bắt đầu cảm thấy lâm di và tề trọng hiên đứng cùng nhau sẽ là một đôi trai tài gái sắc cực kỳ xứng là nàng nghĩ quá nhiều hay sao lùi xuống đi châu lang huyên dặn hàn mama mà mà, không được nói chuyện ngày hôm nay cho ai khác biệt hàn mama trần chủ nói nô tỉ hiểu vậy chỗ thường vọng châu lang huyên ngẩng đầu lên thường vọng là thị tùng bên người nhị gia tùy tiện gọi tới cha hỏi sẽ giống như ta không tin tưởng nhị gia. Lúc nàng gả đến tề gia, mẫu thân đã dặn nàng không được nhưng tay vào chuyện bên ngoài của cảnh nam giới, nên nàng luôn một mực làm đúng bổn phận nhị nãi nãi của mình, tận lực giúp chồng quán xuyến chuyện nhà. Hàn ma cúi đầu đáp lời, bà lo nhị nãi nãi suy nghĩ lung tung, có rất nhiều chuyện càng không hỏi càng dễ sinh ra sai lầm, chẳng lẽ nhị nãi nãi đã có phán đoán? nên mới sợ gọi thường vọng tới hỏi hàn ma ma lui xuống quế nhi hầu hạ châu lang huyên nghỉ ngơi châu lang huyên mới nằm xuống bà tử đã vào báo thái thái bên thông ra tới à? châu lang huyên lập tức chống tay ngồi dậy dùng khăn tay lau khóe mắt rồi bảo quỹ nhi chỉnh trang lại cho mình mẫu thân châu lang huyên là phạm thị đi tới phòng tề nhị thái thái trước châu lang huyên ở một bên cẩn thận hầu hạ đến khi trưởng bối chào hỏi nhau xong nàng mới đón Phạm Thị về phòng mình. Ngồi xuống giường êm, Phạm Thị kéo tay con gái nói, lần trước con về nhà sắc mặt không được tốt lắm, ta không yên tâm nên hôm nay nhân tiện đi ngang qua vào thăm con một chút. Châu Lang huyện cười nhìn Phạm Thị, mẫu thân muốn đi đâu mà tạt ngang qua tề ra vậy? Rõ ràng là cố ý đến đây thăm nàng. Phạm Thị bị con gái trêu thì phì cười, con bé này. Dứt cười bà nheo mắt nhìn Châu Lang Huyên. Châu Lam Huyên bị mẫu thân nhìn mà trột giả, cúi đầu cười hỏi, mẫu thân muốn uống trà gì để con đi pha? Con bé này, khách khi cái gì chứ? Phạm Thị lôi kéo Châu Lạng Huyền ngồi xuống giường với mình, ngày mai ta phải vào cung thăm Thái Hậu Nương Nương, lúc trước đều do con chọn lễ vật giúp ta. Làm bà lại nhớ tới thời gian có con gái bên cạnh. Mẫu thân đã chọn được lễ vật chưa? Phạm Thị cười nói, xong hết rồi, thì vẫn là mấy thử điểm tâm trong phủ hay làm thôi, chẳng biết thái hậu nương nương có thấy chán không nữa. Làm gì có chuyện đó, trước khi lấy chồng không hiểu, nhưng sau khi gả ra ngoài nàng mới biết, đồ nhà khác không bao giờ hơn được đồ nhà mẹ đẻ. Phạm Thị nhìn ra được sự tán thành trong mắt con gái, lúc trước mỗi lần bà nói về chuyện này, con gái luôn tỏ ra nửa tin nửa ngờ, giờ lại răm rắp đồng ý. Thành thân rồi liền khắc hẳn, chứng tỏ con gái ở nhà chồng không được thoải mái như ở nhà mẹ đẻ. Phạm Thị từ tốn hỏi, tề nhị ức hiếp con à? Châu Lang Huyên sợ mẫu thân nhìn ra manh mối, bèn cười hỏi tại, đâu có, sao mẫu thân tại nghĩ vậy? Phạm Thị thở dài, không có thì tốt, sắc mặt con cứ khiến ta không yên lòng. Châu Lang Huyên chấn an bà mẫu thân yên tâm, nếu có chuyện con chắc chắn sẽ nói cho mẫu thân biết. Trong nhà thế nào? sao mẫu thân tại bỗng nhiên tiến cung mỗi lần tiến cung mẫu thân đều có thể mang về rất nhiều tin tức vẫn chưa biết phạm thị cười đáp tổ phụ với phụ thân con chỉ bảo ta trò chuyện với thái hậu thôi tức là thật sự có vấn đề yên tâm đi phạm thị nhướng mày nếu có vấn đề gì ta chắc chắn sẽ nói cho con biết để con nhắc nhở cô ra phạm thị ngồi thêm một lúc rồi trở về phủ quốc cữu rạng sáng hôm sau bèn cầm bảng hiệu đến từ ninh cung nhìn thấy khang quận vương phi trần thị ở ngoài từ ninh cung phạm thị nhanh chóng tiến lên hành lễ lâm di cũng vội vàng trả lễ với phạm thị nếu sớm biết thái thái tiến cung chúng ta đã nán lại trong phòng thái hậu thêm một lát hiến quận vương phi bên cạnh góp lời ấy già thì ra bọn mình bị xua ra ngoài là để nhường chỗ cho châu đại thái thái phạm thị giận dỗi nhìn hiền quận vương phi mấy ngày trước ở chỗ ta chơi bài thua liền ghim trong lòng kia ta biết sớm muộn gì cũng phải trả bạc ăn của cô lại cho cô thôi hiền quận vương phi phe phẩy khăn tay cười nói là mọi người chơi xấu chỉ giỏi ăn hiếp ta thôi lần sau ta sẽ gọi khang quận vương phi tới cùng liên hợp cho mọi người thua hết bạc luôn ta không biết chơi bài lâm di vội vàng từ chối gọi ta tới sẽ bị thiệt đấy đôi bên nói đùa hai câu rồi phạm thị vội vàng đi thỉnh an thái hậu nương nương còn Lâm Di cùng hiến quận Vương Phi đến cảnh nhân cung của Hoàng hậu. Phạm Thị tiến vào buồng của Thái hậu nương nương hành lễ, nữ quan bên cạnh dâng trà lên, sau đó cùng nội thị tôi ra ngoài. Thái hậu tựa cưng vào gối thêu chữ phúc thọ, chậm rãi, cần Phật Châu trong tay, trong nhà vẫn ổn chứ. Phạm Thị không dám thất lễ, vội đáp, quốc cựu gia và lão phu nhân đều khỏe, nhờ thiếp thân truyền cười vẫn an Thái hậu nương nương. Bà dùng một thoảng Thiếp thân đã gặp khang quận vương phi và hiến quận vương phi. Thái hậu cũng không ngừng đầu lên. Bệnh của hoàng hậu nương nương vẫn chưa khỏi hẳn, nên hai người họ tiến cung vẫn an. Bà truyền đề tài về phía khang quận vương phi. Nghe nói quốc cũ ra và khang quận vương hay qua lại. Phạm thị nhớ tới lời dặn dò của cha chồng, không dám nói lung tung. Không liên quan gì đến chính sự đâu ạ. À? Cái gọi là hay qua tài cũng chỉ là cúc lang huyên xuất giá trong nhà tổ chức tiệc nhân tiện có mời Khang Quận Vương, chứ bình thường rất ít nghe quốc cửu gia nhắc đến Khang Quận Vương. Nhìn trái nhìn phải một lần, Phạm Thị mới nhỏ giọng nói, thiếp thân nghe nói sức khỏe của Hoàng hậu nương nương khá hơn nhiều, chuẩn bị truyền về khôn ninh cung, nếu thật sự là thể thì phải sớm chuẩn bị lễ vật thôi. Khôn ninh cung nằm ở vị trí trung tâm của hậu cung, trước đây Hoàng hậu nương nương dọn ra ngoài vì cần phải tĩnh dưỡng, nếu có thể dọn trở về liệu đó có phải là dấu hiệu của việc để hậu khôi phục tình cảm không thái hậu không biểu lộ cảm xúc hồi câu sau vẫn chẳng nói gì phần này đến đây là hết nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn